tháo nốt cả cái bo ra xem nhá. Bo này nó có ốc bốn cạnh nhưng mà xong rồi chúng ta sẽ có là đây độ bịt của cái trên này còn ốc này, cái nó còn ốc trên này nữa này. Cái này cũng khá chắc. Nếu mình nhìn thấy thì ở đây cái cột anten này, đó đây, nó sẽ có một cái dây đồng, nó sẽ hàn vào cái mối này. Đây nghe nhìn xem, là cái dây đồng này nó đi về, nó hàn vào cái chân này. Bây giờ mình sẽ phải khò chân này ra. Khoái đấy, không dễ như chúng ta tưởng đâu. Đó, các bạn thấy không? Mình vừa nhổ được cái chân đồng của nó ra này. Nó có cái chân dây đồng ở đây. Bây giờ mình bung được cái mạch này ra này. Ngoài ra nó có cái chân này nữa này. Nó có cái chân này của cái thằng đây, còn cái chân này nữa này, nhổ nốt cái chân này. Đây nó có cái chân giữa cực của nó ở đây anh em ạ. Trời ơi, là cái chân, chân này là cái chân gì nhỉ, chân của cái shopee ấy. Đấy, nó có một chân này đúng không bên đây. Mẹ ơi, tách rồi thôi. Rồi như vậy là mình bung hẳn ở bên ra rồi. Chúng ta xem nhá, cái mặt cái bo này của nó này. Bo của nó thì đây, cực này sẽ đấu vào cái loa này. Đấy, cái loa. Còn đây là bo của cái bộ đàm. Chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái này, cái chi hát này anh em này. Đây là điều chỉnh. Hai cổng này được cái cổng cắm cho mic. Một cái cổng để nguồn nuôi cho mic, một cái cổng tín hiệu. Ở đây nó ghi là một mạch 147 gì gì ấy. Tháo khó phết đấy. Trong này nó có vài con cuộn dây này. Cái này chắc là mình nghĩ ăn, chắc là cái bộ bắt sóng của nó. IC thì có nhiều lắm nhỉ. Có con IC gì đây này. Có con AT gì. Là IC. Nét 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 xem nào. Khó nét quá nhỉ. AT184S. Bên cạnh có một con nữa là con con gì đây? Con PTC PKCN. Ở dưới này nó có mấy con loại bộ đội, mấy IC nữa này. Cái này như kiểu IC ROM hay sao? BL6281. Con này là chắc con vi xử lý chính này. Con này chắc con IC nhớ. Con này con IC ROM. Con này không biết. Đây nó có những cái quận
dây như này, đèn led hết rồi. Một con tụ 100 picofarad. Mặt đằng sau thì đây, chỗ này mình thấy nó còn để cả một cái chân chờ của IC, nhưng mà cái này chắc là bo rẻ tiền nên nó không hàn IC vào anh em ạ. Ở đây nó có hai cái chân chờ cho IC này, nhưng mà cái này không có. Ở đây có cái mic này, chạm hỏng điện thoại thì anh em có thể nhổ cái mic tròn này ra để chế được này. Nói chung lấy được cái mic, vài con chi át, hai con chi át, một bóng lép, con loa này, con loa xem nào, xem qua con loa công suất này, nó công suất nó nhỏ thôi anh ạ, nó con loa 1109 này không biết bao nhiêu ohm được không ạ, SK17 8 ohm, con loa này 8 ohm anh ạ, 8 ohm 1 watt cộng trừ SK17 là cái tiền loa này, hết rồi. Như vậy đấy, còn cái anten của nó đây, cái anten này chỉ là cái dây để thu tín hiệu thôi, hết rồi. Rồi một cái bộ đàm chúng ta sẽ có một cái bo như này, cái anten, một cục pin cũng nghèo, pin để tí thì mình sẽ sạc lại xem, ý mình hàn lại đây xong mình thử cái cell của cái 18650 chúng ta thử xem nó có lên được không nhá. Ok, cái này vào nữa đây. Rồi, mình hàn lại cái này vào đây nữa. Rồi, hàn lại cái cực này. Cái này nó hơi toang toang chút không ạ. Rồi, và cái anten này vào đây. Giờ mình phải hàn lại loa anh em ạ. Phải cắt ra thì mình mới hàn được. Đây, cái này sẽ vào đây. Rồi, giờ lắp vào thôi, xong rồi. Đó, thì từ mình còn phải chê mấy cái đệm này, có khi nữa là không lắp được đâu. Thế để nó bịt tránh nước vào. Thì thế mạch thằng này vẫn ngon lắm. Lệch rồi này. Mình phải kê trước, cái này một tí các ông không lắp vào được đâu. Cái nhựa nhựa này phải căn trước một tí ra lắp là nó không ổn rồi đâu. Rồi đấy, đã tuột mẹ cái này ra quá. Phải cứt thật, làm cái này tỉ mỉ lắm ấy. Anh em kỹ thuật và xong rồi, giờ lắp những cái gen này không ạ, cái này như bằng đồng hay sao không ạ, tôi thấy nó xịn lắm. Đây, nó phải vào răng như này cơ, lắp sai. Này nó khó vặn. Ôi sợ ơi.
Mạng này khó phết đấy các bạn. Nó bắt đầu khuyết này. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử một cái seal vào đây nhá. Chúng ta thử một cái seal. Rồi, vừa hàn xong được một cái sale không ạ? Thế nào là phải mua một cái đế sale 18650 chứ mỗi lần hàn cái này lâu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái bộ đàm này nhá. Lắp cái anten các thứ vào rồi. Bây giờ mình nhiệm vụ mình chỉ đấu hai cái cục này vào đây thôi. Đây mình để sẵn một cái đầu cốt ở đây để cài. Ui, nó lên đấy không ạ? Ui, được đấy. Mình thấy nó kêu hang òm cái gì đấy. Chắc là khả năng cái này là sống đấy. Rồi thử lại nha. Power on. Okay. Cậu thấy không? Nó kêu đấy. Power on. Power on. Rồi, một cái đô này thì mình sẽ bắt vào cái cực này thôi. Power on. Okay. Đấy, cậu nghe đâu? Power on. 11. 12. Đây các kênh của nó đấy. 13. 14. 15. 16. 16. 15. 14. Cái này sống không ạ? 13. 12. Cái này là các kênh của nó. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Đây là nước ngọt này. 2. 2. 3. 3. 4, 5, 6, 7. Cái này thì nó to nhỏ này. 8, 6. Có thấy nhỏ đi không? 6, mình cho to hết cỡ nhá. 8, 9. Alo, đấy. Các bạn bấm vào nó sẽ lên đèn đỏ này. Đó. Còn cái đèn này chắc là đèn báo sạc. Đèn báo sạc, nhưng ở đây mình đang lắp cái cell 18650. Cái này mình bấm vào đây để gọi không ạ? Alo, đấy cái bên kia thì mỗi cái này nó có 11 kênh nhưng là nó sẽ có mỗi kênh nó sẽ phát được tần số khác nhau, cùng tần số thì sẽ nghe được với nhau, đó kiểu như vậy. Cái này nó gì? Mình không biết nút này nó gì không ạ? Ô, cái này là bật đèn không ạ? Ô, mình tưởng cái này là đèn sạc quá, sao không phải, đây là bật đèn. Cái này nó cái đèn led ở đây. Cái phết. Còn nó nhấp nháy rồi. Nó hai chế độ. Chuyển kênh hết rồi. 3,
chúng ta cắm tai nghe thôi. Vậy ngon phết các bạn, nhặt cái bộ đàm này được. Cái này treo này chết này, được cái con loa, con mic, anten hết. Con nào vào vạch chế thêm cái con treo 1865. 1865 để vào được. Như vậy là cũng được anh ạ. Như vậy ngày hôm nay thì mặc dù mang tiếng là bung bộ đàm nhưng mình cũng sửa luôn bộ đàm. Thực ra cái này mình có thể độ cái cell của điện thoại, cái cell lithium. Còn độ cái cell 18650 là nhìn nó trông hổ báo quá, nhưng mà chủ yếu là để test thôi. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe và kênh của chúng mình, các video tiếp theo. Ok.